Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lubu Live Vlogs. Và video hôm nay là mình sẽ make up. Ok, bây giờ uống một miếng nước trước nha. Nước Biwase sản xuất ở Bình Dương ha các bạn. Thì đây là cái hãng nước thuộc công ty cổ phần nước môi trường Bình Dương. Ở cái này, cái nước này thì rất là tiện các bạn, mình có thể là đem theo mình đi học nè, tập yoga nè, đó là khi mình đi ra ngoài gì đó, mình muốn đi đâu thì mình sẽ xách thêm một chai này để uống. Và tiện thể là mình sẽ giới thiệu là ở đây là chị mình sẽ cung cấp nước này luôn đó, chị mình là bên đại lý của nước này, rồi có cung cấp nước chai rồi nước bình luôn hết các bạn. Và bây giờ uống nước trước khi mình sẽ làm cái video này. Ok. Và bây mình sẽ cột tóc lên trước để gọn gọn xíu ha. Và mình sẽ làm nhìn cái bắp tay thấy lơ không? Như là Superman. Mình có chuột luôn các bạn. Ok, và trở lại với cái vấn đề chính ha. Và bây giờ mình sẽ ok, làm tóc cho nó đẹp đẽ lại xíu. Và mình sẽ make up. Ok. Thì như bình thường á, mình sẽ thoa kem chống nắng lên trước, sau đó là mình sẽ bắt đầu là make up đơn giản ha, để mà mình có thể đi ra ngoài cà phê cà pháo, đi học hay này kia gì đó cũng được, hoặc là đi làm gì cũng được ha. Và bây giờ tại vì mình làm cái video này xong rồi sau đó mình sẽ đi rửa mặt, cho nên mình sẽ không xức cái kem chống nắng lên ha, tại vì xức xong rồi rửa mặt nó cũng hơi phí đó. Thì bây giờ mình sẽ vào cái chân mày luôn nha. Đây là cái gì ta, cái đầu vẽ chân mày á. Đây các bạn, đây là cái các bạn có thể mua cái này để sẵn luôn á đó. Đó, các bạn có thể vẽ. Rồi bên đây là cái đầu để mình có thể chảy cho nó đều á đó. Đó, ok. Và bây giờ mình sẽ kẻ chân mày. Chân mày nó rất là quan trọng các bạn. Khi mà các bạn kẻ chân mày thì nó sẽ nổi bật lên cái gương mặt của bạn, những cái đường nét trên gương mặt của bạn. Tại vì cái chân mày á như là nó như là một cái nói chung là cái một cái phần rất là quan trọng. Khi các bạn vẽ lên thì cái sắc thái gương mặt của bạn nó sẽ bật lên liền luôn ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ kẻ. Thì cái này á các bạn có thể kẻ theo cái đường nét tự nhiên chân mày của mình có sẵn á, thì các bạn có thể kẻ. Và đối với những các bạn mà mình chưa biết kẻ thì mình nên y như là mình ra tiệm để mình cạo lông mặt, xong rồi người ta sẽ tỉa chân mày cho mình luôn, rồi sau đó là mai mốt là nó tự y như là mình không thích đi cạo trong lông mày, không thích đi cạo lông mặt ở tiệm nữa, thì mình có thể chỉ cạo lông mày thôi, mình sẽ tỉa theo những cái đường nét mà người ta tỉa sẵn cho mình á. Thì những như ví dụ những cái này người ta cạo xong rồi nó sẽ ra cái nhỏ nhỏ, thì mình sẽ cạo theo cái lớp nhỏ nhỏ đó đi, hoặc là mình có thể nhổ ha, đó là tùy theo mình thích mình cạo hay mình thích nhổ ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ kẻ ha. Đó, thì kẻ thì có thể là kẻ cái đuôi chân mày tùy theo cái gương mặt với lại cái sở thích nữa các bạn. Ví dụ những cái người ta sẽ thích kẻ chân mày theo kiểu ngang như kiểu Hàn Quốc, rồi nhiều người ta sẽ thích kẻ chân mày theo kiểu cong, dạng là cong theo người châu Âu như là vậy nè. Đó, nó lên vậy, nó cong vậy thì nó sẽ xuống vậy luôn, nó sẽ xuống y như là sẽ có một cái
cái độ cong rất là nhiều. Còn cái bên Hàn Quốc thì người ta sẽ thích cái kẻ chân mày ngang ngang như này thôi ha. Còn còn kẻ tự nhiên thì mình cứ kẻ theo cái kiểu chân mày mà mình đang có sẵn ha. Chân mày tự nhiên của mình thì mình cứ kẻ theo như vậy. Ok. Đó. Đây đây là chân mày mà mình mới vừa kẻ xong, còn bên đây thì mình chưa kẻ. Nhưng cái chân mày thực tế của mình bây giờ là không phải là chân mày tự nhiên các bạn. Đây là chân mày mình đã đi điêu khắc rồi á. Thì mình điêu khắc cách đây chắc khoảng là 1 năm. Thì các bạn thấy là bắt đầu nó sẽ trổ ra cái màu đỏ đỏ, là bắt đầu nó sẽ phai dần đi á. Đó. Rồi và sau đó mình sẽ lấy cái này để mình tán ra. Tán ra cho nó nhìn tự nhiên xíu á. Đó, chứ nó để nó bị vón cái cục, hoặc là nó sẽ có những cái đường nét mà nãy mình kẻ nó bị đậm á. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái này để mình tán ra cho nó nhuyễn, nó nhuyễn cái đường ra ha, nhìn nó sẽ tự nhiên và mình sẽ nhìn nó hài hòa hơn đó các bạn. Đó, thì bây giờ một lần nữa thì các bạn sẽ xem là cái chỗ nào nó thiếu, cái chỗ nào nó lợt thì các bạn có thể vẽ thêm vô xíu đó, để cho nó nhìn cho nó đầy đủ và tự nhiên. Ok, và bây giờ mình sẽ kẻ tiếp chân mày phía bên này nha. Ok, và bây giờ là mình đã kẻ xong cái hai phần hai bên chân mày rồi các bạn. Thì cái chân mày á thì nó sẽ y như là cái khuôn mặt của mỗi người á, nó sẽ không có, cái chân mày nó sẽ không có đều các bạn. Một bên á, ví dụ nó sẽ cao hơn, một bên nó sẽ là thấp hơn. Rồi các bạn khi mà các bạn vẽ, các bạn nên y như là so lại á để cho nó cân á. Thì các bạn có thể so ở đầu chân mày ha, và ở cái đỉnh, cái phần đỉnh của chân mày, cái phần cao nhất, và cái phần đuôi của chân mày các bạn có thể so ha. Đó, thì sau đó thì các bạn như là chỉnh lại thì các bạn nó sẽ có một cái chân mày cân bằng với nhau ha. Ok, và bây giờ mình sẽ tiếp tục với cái phần bấm lông mi. Rồi, ok, và cái bấm lông mi thì các bạn sẽ mua một cái cây để bấm lông mi. Sau đó thì mình sẽ cần một cái cây này để mình sẽ chải lông mi cho nó cao lên, cho nó cong lên ha. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ bấm nè các bạn. Thì khi mà các bạn bấm á, thì nói chung là cũng tùy người, tùy cái kỹ thuật bấm lông mi. Thì nhưng đối với mình sẽ như là sẽ nhìn như thế này, cứ nhìn bình thường như thế này. Đó, rồi mình sẽ lắc lắc cho cái lông mi nó vô cái khuôn nè. Đó. Đó. Đó, thì các bạn cứ để nguyên vậy rồi các bạn sẽ bấm nè. Đó. Còn nhiều người mình thấy người ta bấm như thế này ha, bấm như này đó, nhỉnh lên. Người ta bấm. Nhưng mà mình thấy ở này, cái này nó sẽ cong cái phần ở giữa hơn, cong cái phần ở giữa hơn ha. Đó. Ok. Ok. Mình nó chưa có vô khuôn. Có thể là các bạn sẽ bấm 2-3 lần ha, để cho nó được như ý, cái lông mi nó cong như ý ha. Ok. Ok, và bây giờ mình sẽ tiếp theo là mình sẽ chuốt mascara ha. Cái này nó hơi lâu rồi cho nên nó vón cục các bạn. Đó. Okay. Mình sẽ cho nó phần này nữa.
cái phần này chắc phải bấm lại các bạn. Đó. Ok. Rồi và bây giờ mình sẽ tới cái phần môi ha. Thì có thể là xíu nữa mình sẽ vẽ một cái đường line ha, cái đường line ở đây. Nhưng mà bây giờ mình sẽ kẻ môi trước đi. Đây. Đây là cái màu rất là yêu thích của mình ha. Và bây giờ mình sẽ tô cái màu này lên nha. Cái bàn bậm lên nha, như thế này nó sẽ như là làm cho cái màu của nó hơi nó mịn ra các bạn, nó đều á. Ok. Và bây giờ đó mình chỉ làm đơn giản như vậy thôi. Thì nói chung là đó như vậy thôi ha. Rồi khi mà lên hình nó sẽ rất là lung linh, lung linh. Ok. Rồi đây là cái các bạn thấy như thế nào? Nó có đẹp hơn không các bạn? Đó. Thì theo mình thấy thì nói chung là nó cũng ý như là nó sẽ làm cho cái khuôn mặt của mình nó sẽ có một cái điểm nhấn hơn ha, trong nó sáng hơn, trong nó có một cái nét hơn so với khi mình chưa trang điểm ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ thêm một cái eyeliner nữa ha, ở mí mắt. Rồi bây giờ cái này hơi khó nha các bạn, hơi khó nha. Cho nên là đây, cái này là đây các bạn. Mình mà mình vẽ rất hay bị lem ha. Và xem bữa nay vẽ có bị lem không ha. Ok. Giống cái hũ mực hồi xưa mình đi học đó ta. Giống như mấy ông thầy đồ vậy. Trưng trưng trưng. Ok. Dễ nha. Vẽ bên phải thì dễ mà qua bên trái là hơi khó nha. Ok. Rồi đây để cho nó khô xíu các bạn, để cho nó khô xíu nha. Rồi và bây giờ mình sẽ vẽ bên này nha. Bên này hơi khó nè. Ngược tay á. Đó, bây giờ là các bạn có thấy một cái điểm lem một xíu không? Ok, và bây giờ mình sẽ đợi cho nó khô ha. Way rise. So after that, can see me very beautiful. Only choking. Choking. Để xem còn cái gì nữa không ta. Chắc vậy rồi. Đây đây cái chân mày đó các bạn. Đó đó các bạn, khi mà mình ấy nhìn này các bạn có thể thấy cái chân mày, cái đuôi chân mày nè. Đó. Khi mà các bạn muốn cái chân mày đẹp hay là không á thì chủ yếu là cái đuôi chân mày nha. Cái này vẽ hơi dài, cái này vẽ hơi cục. Chắc phải thêm một xíu bên này nữa nhé. Thank you.
Ok. Cái môi của mình á nó nhỏ nhưng mà mình thích tô cái lòng môi hơn là tô ở hết cái môi ha. Đó. Ok. Now. Wow. Look very beautiful. Right? Not beautiful. Okay, only joking. But I think so a woman so after our makeup after makeup and so look really look nice, look gorgeous more, look beautiful more, look sexy more, so like that. And after that you only change clothes and make hair the favorite style you can make. So after that you look very handsome. Oh, sorry, very beautiful and like confident, right? By yourself when you go outside, you go to work, and you go to like school. But when it's school, you only make very like nature, you know, like not many dark makeup. Only light, not many dark, you know, like that's so good. Ok, và see you later. Và xin chào tạm biệt các bạn. Và các bạn nhớ xem những cái video tiếp theo của Lubu, cũng như là đừng quên follow, cũng như là subscribe, cũng như là đăng ký kênh của Lubu nha. Và video này cũng khá là dài, 17 phút rồi. Và các bạn thấy hay, cũng như là thấy nói chung là thích cái video này thì các bạn nhớ share cái video, cũng như là like comment cho mình một vài ý tưởng, cũng như là một vài khuyết điểm của mình, cũng như là một cái điều hay ho gì đó mà các bạn nhận ra trong cái video này về makeup, thì các bạn có thể viết một vài bình luận, một vài comments để cho mình có thể hiểu được, cũng như là nắm bắt cảm xúc của các bạn tốt hơn. Cũng như là hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho các bạn một vài điều gì đó ha. Bởi vì khi mình nghĩ các bạn nói chung là ai cũng thích đẹp và các bạn, và cái quan trọng là các bạn làm như thế nào để nó không phải là quá đẹp. Nó cũng nói chung là nó sẽ có một cái gì đó khác khác khác, nhưng mà nó vẫn giữ được một cái nét tự nhiên của các bạn, thì đó mới là chính các bạn ha. Các bạn không như là tôi thấy cái người đó đẹp quá, tôi muốn make up hay cái gì đó giống như cái người đó, thì nói chung nó sẽ làm cho các bạn mất đi một cái nét riêng của bạn. Và cái nét riêng đó là một cái nét rất là hấp dẫn của mỗi người khác nhau và không ai giống nhau hết. Thì chính vì vậy mà mình thích một cái lối trang điểm như là make up. Nói chung là nó sẽ làm cho các bạn trông đẹp hơn, nhưng mà nó sẽ không làm mất đi một cái vẻ đẹp vốn có của các bạn. Và khi mà các bạn có một cái sự như là một cái make up như thế này, các bạn sẽ cảm thấy mình đẹp và các bạn sẽ cảm thấy mình tự tin hơn. Và cái điều khi mà các bạn cảm thấy tự tin hơn thì cái điều đó rất rất là quan trọng các bạn. Tại vì khi mà các bạn tự tin vào cái bản thân của các bạn thì các bạn sẽ rất là như là dễ dàng để làm được những cái việc mà mình yêu thích, cũng như là những cái việc mà các bạn làm nó sẽ dễ dàng hơn. Đó, đó là cái lý do mà mình muốn chia sẻ cái mình làm cái video này để cho các bạn có thể là tìm thấy cái bản thân của mình, tìm thấy cái sự tự tin của mình ha. Ok, và chào tạm biệt các bạn nha. Đừng quên subscribe nha. Ok, see you later.